Namaste. Bài tập yoga cho người bận rộn ngày hôm nay sẽ giúp bạn có một dáng thật mềm mại. Đôi khi bạn bận rộn quá, cơ thể căng cứng hoặc mỏi mệt, thì bây giờ là lúc tạo cho mình một thân hình, một vóc dáng thật mềm mại. Nào, chúng ta cùng về thảm và luyện tập cùng Thế Giang bạn nhé. Trước tiên, bạn trở về trong tư thế em bé như thế này. Bạn mở rộng hai gối từ đây, hai tay sang ngang, hít thật sâu, bạn vươn cánh tay cao qua đầu, hạ bàn tay xuống thảm, thở ra bạn trượt dài hai tay, mềm vai xuống, thả lỏng cơ thể, thả chìm hông, lưng và hai vai, thả mềm các đốt sống, từ từ hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Cảm nhận các cơ được giãn mềm trên thảm. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn đưa thân người trở về thẳng trong tư thế cái bàn. Thở ra, bạn nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai. Rồi hít vào, bạn quật xương cột hướng lên trên, mở ngực, mở vai, ghì vai ra tay. Thở ra, quật mông xuống thảm, quật tròn các đốt sống, thả lỏng đỉnh đầu, gù lưng lên, rút rốn vào. Lần hai, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm, quật lưng, thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, bạn thở hết đi nào. Rồi từ đây, hít vào, bạn đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập. Chúng ta tách rộng hai gối ra như thế này. Rồi xòe rộng bàn tay, chỉnh bàn tay, cổ tay và vai thẳng hàng. Nhấn lực về tay trái, hít vào, bạn lướt tay phải lên như này. Thở ra luôn, tay phải qua nách trái. Hít vào, lướt tay phải, nâng lên, mừng, bạn rất là mềm mại. Thở ra luôn, tay phải qua nách trái. Một lần nữa, hít vào thật sâu, bạn mở ngực, vươn cánh tay lên. Tốt, từ từ thở ra luôn, tay qua nách. Rồi, từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn hạ tay phải trở về thảm. Thở ra, bạn vươn cánh tay trái, rồi hít vào, nâng cánh tay trái lên ạ. Thở ra luôn, tay trái qua nách phải. Hít hai, lướt cánh tay trái, nâng lên. Từ từ thở ra luôn, tay trái qua nách phải. Hít vào thật sâu, một lần nữa vươn cao lên. Mềm mại thở ra luôn, tay qua nách, luồn sâu, luồn sâu, luồn sâu, đúng rồi. Rồi từ đây hít vào, hạ tay trái trở về thảm, tiến hai tay về phía trước, thu hai gối của bạn trở về. Thở ra, bạn mềm cùi trò xuống, hạ chìm hông xuống, chúng ta trở về trong tư thế nhân sư. Rồi từ đây nhúc nhích nhẹ hai bên hông, thả mềm hông và lưng của bạn. Rồi nhẹ nhàng hít vào, bạn đẩy ngực về phía trước, vươn nhẹ cằm sang. Từ từ thở ra, xoay cằm qua bên trái. Hít vào, quay cằm qua bên phải. Và thở ra, xoay cằm qua bên trái. Hít thật sâu, xoay cằm qua bên phải. Mềm mại thở ra, xoay cằm qua bên trái. Rất là mềm mại. Rồi từ đây, hít vào, xoay cằm của bạn trở về giữa. Thở ra, bạn chống hai bàn tay, rồi nâng gối, đẩy mông hướng lên bầu trời. Từ đây tạo dáng mềm mại hơn nữa khi bạn hạ từng gót chân.
hạ gót chân phải xuống, kiễng gót chân trái và liên tục đẩy gối sang bên đối diện để tạo sự mềm mại của cơ thể. Nhấn vai xuống, nhấn bàn tay xuống rất là dễ chịu. 5 4 3 2 1 Rồi từ đây nhẹ nhàng hít vào, bạn lướt chân trái nâng lên. Thở ra, bước chân trái về cạnh trong tay trái, bước chân phải về cùng chân trái. Thở hết ra, bạn trùng hai tay, nắm lấy hai cùi trỏ từ đây, gập sâu thân người. 1 Nhấp mềm vai, 2 Nhấp cảm nhận sự mềm mại, 3 Nhấp rồi 4 Nhấp căng giãn, 5 Nhấp sau đó mềm mại xoay người qua bên trái, qua bên phải, qua bên trái, qua bên phải, rất là dễ chịu. Tiếp tục qua trái, qua phải, rồi trở về giữa, hạ bàn tay trở về thảm. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, duỗi gối, duỗi ngực, duỗi lưng, duỗi hông. Thở ra, bạn trùng gối và từ từ hạ thân người xuống. Hạ mông xuống như thế này cho ra. Rồi từ đây duỗi gối chân trái, bước chân phải qua gác gối trái. Nhẹ nhàng vươn cánh tay cao lên, hít vào một hơi thật sâu. Thở ra, bạn xoay người qua bên phải, rồi cài cùi trỏ tay trái qua đầu gối phải. Tay phải chống ra phía sau, đạp gót chân trái ra. Rồi hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Chậm rãi hít vào, bạn đưa hai tay chắp lại như thế này. Và thở ra, bạn thả mềm vai, thả lỏng cơ thể. Cảm nhận sự vươn dài trong sự thả lỏng và mềm mại của cơ thể. Rồi nhẹ nhàng hít vào, bạn vươn hai cánh tay, xoay thân người nâng lên. Thở ra, thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Tiếp tục duỗi gối chân phải, co gối trái lại. Từ đây bước chân trái qua cạnh ngoài gối phải, hai tay sang ngang, hít thật sâu, bạn vươn cánh tay cao qua đầu. Cài cùi trỏ tay phải qua đầu gối trái, bàn tay phải áp vào mông trái. Thở ra, bạn xoay người, hạ bàn tay trái xuống thảm, đạp gót chân phải. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Thu tay trái trở về, chắp vào bàn tay phải. Quan sát sự thả lỏng, mềm mại của cơ thể. Rồi và thật chậm rãi, hít vào, bạn xoay thân người trở lại, vươn hai cánh tay nâng lên. Từ từ thở ra, bạn thả lỏng hai tay buông xuôi theo thân. Rồi từ đây chúng ta hạ lưng trở về thảm như thế này. Rồi hai chân mở rộng song song bằng hông. Rồi nhúc nhích nhẹ vùng hông. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua phần mềm mại hơn nữa và tăng thêm cho mình cái sức mạnh bên trong. Rồi mềm mại bên ngoài và sức mạnh bên trong, sự dẻo dai và giãn toàn bộ cơ thể. Nhẹ nhàng đưa ý thức về vùng lưng. Hít vào, bạn cuộn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng lên, vươn hai cánh tay cao qua đầu rồi đẩy hông lên cho răng như thế này. Thở ra, bạn hạ lưng hướng xuống thảm, hạ mềm các đốt sống và hạ hai tay trở về thảm như thế này. Đúng rồi. Lần 2, hít vào thật sâu, nâng cơ thể, vươn cánh tay, đẩy hông, nâng lên. Từ từ thở ra, hạ mềm các đốt sống xuống, hai tay thu về, thả mềm vai, cảm nhận sự mềm mại của cơ thể. Lần 3, hít vào thật sâu, cảm nhận sự dẻo dai, mềm mại, tạo dáng cho cơ thể nào. Mềm mại thở ra thật chậm, tha lỏng cơ thể, thở hết ra. Rồi từ đây, nhẹ nhàng duỗi gối chân trái, rồi nhẹ nhàng hít vào, bạn nâng chân phải lên, đặt qua đầu gối trái, đặt tay trái lên gối phải. Thở ra, xoay người qua bên trái, đẩy hông ra phía sau, ngửa bàn tay phải,
rồi thả mềm vai phải, tạo mềm cơ thể trong dáng thoải mái nhất. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, thả lỏng hông, lưng. 3, 2, 1, từ từ hít vào, bạn xoay thân người trở lại, thu chân phải trở về. Thở ra bạn nhẹ nhàng co chân trái nào. Bước chân trái qua cạnh ngoài gối phải, đưa tay phải đặt lên gối trái. Thở hết ra bạn xoay người qua bên phải, đưa hông ra phía sau một xíu, rồi mềm vai phải xuống, ngửa bàn tay trái, thả mềm cơ thể. Quan sát sự giãn mềm toàn bộ các đốt sống vùng lưng, vùng hông. Thả mềm cơ thể. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rất dễ chịu. Từ từ hít vào, bạn xoay thân người trở lại và thở ra. Chúng ta thả lỏng cơ thể trong tư thế Savasana. Hai gót chân trong thảm, hai mũi chân ngoài thảm, duỗi dài lưng. Hai tay bạn buông xuôi theo thân, trách một góc 45 độ. Thả mềm cơ thể, thả lỏng các đốt sống. Cảm nhận sự mềm mại của toàn bộ vùng thân trên, thân giữa và thân dưới. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường sau những giây phút đầy hoạt động. Cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm. Tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Bạn cảm nhận sự thả mềm từ trái tim, sự thả lỏng từ hai lá phổi, sự thư giãn và buông thư của toàn bộ cơ thể. Trong đôi mắt khép, bạn thả lỏng hơn nữa tâm trí, hơi thở và cơ thể này để cảm nhận sự mềm mại của toàn bộ vùng thân và hơi thở, vùng tâm và hơi thở đang được hòa quyện với nhau. Cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ. Cảm giác bồng bềnh như những chiếc lá đang trôi trên mặt nước. Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, mềm mại đánh thức từng vị trí trên cơ thể, cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Sau đó khẽ mở đôi mắt, chớp mắt, mở mắt, mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, mắt nhìn sang trái, sang phải,
sang trái, sang phải, mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái. 3 vòng từ trái sang phải. Nghiêng đầu sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Rồi trở về giữa. Từ đây bạn co hai chân lại, nghiêng người qua một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi thoải mái nhé. Hai tay chắp lại, từ từ đưa ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị, cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn bạn đã luyện tập cùng với Tuệ Giang. Và ngay lúc này, hãy nhấn vào nút like, đánh dấu bạn đã luyện tập và tiếp tục để lại những comment tuyệt vời nhất trong video này. Và đăng ký kênh để nhận được video cùng Tuệ Giang mỗi ngày. Hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.